Quý vị thân mến, sau khi nhận chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, cả lĩnh vực. Tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết là từ những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng vặt bằng nhiều giải pháp cụ thể, mở rộng chống tham nhũng tiêu cực ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước. Vạch trần sự thật và những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA, trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinashin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do có vi phạm trong sự cố môi trường biển, Formosa không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn, gây nhức nhối trong một thời gian dài, như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên tăng từ 17.000 tỷ lên tới 47.000 tỷ đồng. Mức độ vốn là khoảng 30.000 tỷ đồng tăng lên. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương ra 9,2 km. Dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu là khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ước tính mức đầu tư của dự án là khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân vì tất cả những yếu kém khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém khuyết điểm trong kiểm tra giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn tổng công ty, điển hình là Vinashin, Vinalize, sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ. Nên chúng ta còn thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41, quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước một phá mới, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong việc xử lý cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông là ông Nguyễn Tấn Dũng từng là Bí thư Tỉnh ủy thời niên thiếu. Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp một năm sau, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ, Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001-2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Biseco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Ruger, Washington, Hoa Kỳ.
Sau đó ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011, quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021, theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở, và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 6 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng với 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã phải tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật, rút kinh nghiệm trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 cho đến tháng 6 năm 2018. Thời kỳ này, ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp để nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ, việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và có xử lý tham nhũng, trong thời gian vừa qua càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố, cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trước thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị thân mến, gần đây, chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, đạt được những thành quả hết sức to lớn, được cử tri và nhân dân cả nước rất ủng hộ với quyết tâm để làm trong sạch Đảng, giữ vững ổn định chính trị của đất nước để phát triển kinh tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, tiến hành công cuộc chống giặc nội xâm còn lâu dài và khó khăn, phức tạp hơn cả sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ từng khẳng định rằng, để đấu tranh với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng bằng gươm còn dễ, nhưng trong việc tranh đấu với kẻ địch ở trong nội bộ, trong tinh thần là một khó khăn đau xót. Vì vậy,
để chiến thắng được giặc nội xâm, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa mới, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đó càng đòi hỏi rất nhiều ý chí và nghị lực, quyết tâm và sáng tạo trí tuệ và công sức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Phải có sức mạnh tổng hợp của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Chính vì vậy mà chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Nó đã khiến cho hàng loạt các quan chức từ cấp huyện, tỉnh cho đến trung ương bị kỷ luật cách chức, truy tố, thậm chí là đã phải ngồi tù. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ khóa 13, dù mới hơn nửa chặng đường, nhưng đã có hàng chục ủy viên trung ương trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức. Trong đó có 3 lãnh đạo như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và mới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Và để gặt hái được những thành quả đó thì không thể không nhớ đến công lao của Bộ Công an, mà đại diện đó chính là Bộ trưởng Tô Lâm, nay là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Có rất nhiều các thế lực thù địch xuyên tạc rằng Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là người được hưởng lợi nhất. Chúng tôi và cả quý vị nhìn từ góc độ rộng lớn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thì khi diệt được giặc nội xâm sẽ ổn định được chính trị xã hội, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng, giữ vững được môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước. Chính vì vậy mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nói, đã kiên quyết rồi, phải kiên quyết hơn nữa, quyết liệt rồi, phải quyết liệt hơn nữa, làm kiên trì, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, để bảo vệ thành quả của Đảng, hệ thống chính trị và sự tồn vong của chế độ. Và thưa quý vị, từ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều động về Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Từ khi luân chuyển về đây cho đến nay, ông Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo một số vụ án trọng điểm để bảo đảm an ninh trật tự. Theo ông, khi đi luân chuyển là phải để phấn đấu chứ không còn phải đi học việc nữa. Với bầu nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm cao, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ truy quét, trấn áp các loại tội phạm trong suốt thời gian trên cương vị công tác ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các tin của đó là nhận xét, đánh giá của nhiều người dân miền sông nước An Giang khi nói về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sau gần 2 năm đảm nhiệm cương vị Giám đốc Công an tỉnh. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc luân chuyển Giám đốc Công an tỉnh không phải là người địa phương, ngày 27 tháng 6 năm 2020, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Hành trang của anh ở một địa bàn mới không gì khác ngoài bầu nhiệt huyết và quyết tâm trấn áp, truy quét các loại tội phạm. Bởi thế, chỉ ít ngày sau khi nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã khẳng khái trả lời trên báo chí, cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có sân trước sân sau, lợi ích kinh tế gì ở đây, nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để, công tâm. Quan điểm của Công an tỉnh An Giang là sẽ cương quyết điều tra, xử lý các vụ án, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai, cũng sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cán bộ đảng viên có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định. Nói là làm, sau đúng một tháng về nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi đó đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ triệt phá thành công sới bạc quy mô lớn nhất ở An Giang từ trước đến nay tại ấp Hà Ba 1, xã Đa Phước, huyện An Phú do đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận, tức Út Gà, tổ chức. Tại hiện trường bắt giữ hơn 150 người, tạm giữ nhiều phương tiện và tiền mặt lên đến hàng tỷ đồng. Nói về vụ án trên, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đánh giá, trong vụ việc bắt sới bạc này, yếu tố cốt lõi là phải bắt được đối tượng cầm đầu, xử lý nghiêm minh các đối tượng và làm cho các điểm tệ nạn xã hội phải tan rã triệt để. Tiếp đó, các nhóm đối tượng tội phạm, giang hồ cộng cán trên địa bàn tỉnh An Giang là mục tiêu tiếp theo lọt vào tầm ngắm của Giám đốc Công an tỉnh. Tỉnh An Giang có đường biên giới gần 100 km, giáp với hai tỉnh của Vương quốc Campuchia. Tình hình tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới này được đánh giá là rất phức tạp, sớm nhận diện các hoạt động phi pháp của các đối tượng buôn lậu. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 của tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành phối hợp trong đấu tranh phòng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngay sau khi được thành lập, các tổ liên ngành quyết liệt đấu tranh, triệt phá nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Nổi bật nhất là vụ triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã kịp thời bắt giữ hàng chục đối tượng và ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với nhiều đối tượng khác trong đường dây do Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Cường, cầm đầu. Không dừng lại ở đây,
Với quyết tâm bóc gỡ tận gốc các nhóm tội phạm, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục chỉ đạo mở hàng loạt chuyên án mới, đánh thẳng vào các đối tượng đầu nậu hàng gian, hàng giả trên địa bàn. Điển hình là vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khám xét khẩn cấp các chi nhánh và kho hàng thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại thành phố Châu Đốc, phát hiện thu giữ hàng nghìn thùng nhớt và phụ tùng xe mô tô giả các nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau do đối tượng Trần Chí Mãnh cầm đầu. Từ đây, cơ quan điều tra làm rõ thêm một vụ án chưa từng có. Sau khi bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đối tượng Trần Chí Mãnh khai nhận thêm đã từng liên kết với nhiều đối tượng để chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang đến địa phương khác với giá 20 tỷ đồng, hòng dễ bề thực hiện các hoạt động phi pháp. Theo thống kê của Công an tỉnh An Giang, gần 2 năm đảm nhiệm cương vị giám đốc Công an tỉnh An Giang, có hơn 800 vụ việc, vụ án, chuyên án lớn nhỏ được Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo phá án. Nhiều đường dây tội phạm có tổ chức đã tồn tại, hoạt động nhiều năm, lần lượt bị bóc gỡ, hàng trăm đối tượng cộng cán bị sa lưới, trả lại bình yên trên từng nẻo đường, cuộc sống an yên trong từng khóm, ấp, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Hơn thế, bầu không khí phấn khởi, tin tưởng của người dân trong tỉnh dành cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói riêng và Công an tỉnh An Giang nói chung là rất rõ nét. Nhiều người vẫn thường nói vui, đói không sợ, nghèo không sợ vì có bác Nơi rồi. Không chỉ có những phát ngôn đanh thép, những chỉ đạo quyết liệt tấn công trực diện vào các loại tội phạm, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi còn trực tiếp công khai số điện thoại di động trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang. Đây là việc làm chưa từng có tiền lệ của Công an tỉnh An Giang. Số điện thoại di động của cá nhân Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được chính thức chọn làm đường dây nóng của Công an tỉnh để người dân có thể trực tiếp báo tin tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nói về điều này, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ, chúng tôi xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình để phục vụ nhân dân có hiệu quả. Mình là công an nhân dân thì phải vì nhân dân phục vụ. Muốn phục vụ tốt nhân dân thì phải gần dân, dựa vào dân để nhân dân giúp đỡ lực lượng công an. Thông qua số điện thoại đường dây nóng, mỗi ngày có hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn, báo tin tố giác tội phạm được gửi đến. Với mỗi thông tin nhận được, người đứng đầu công an tỉnh nhanh chóng truyền đến lực lượng công an ở các cấp trong tỉnh để kịp thời điều tra, xác minh làm rõ. Do đó, các hoạt động gây mất an ninh trật tự nhanh chóng được phát hiện và xử lý kịp thời. Các ổ nhóm tội phạm bị đưa vào tầm nắm và bóc gỡ triệt để. Lan tỏa từ tinh thần quyết liệt, hành động mẫu mực của đồng chí giám đốc, Công an tỉnh An Giang từ cấp xã, phường, thị trấn đến các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thiết lập, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng ở các mình. Trung tá Trương Công Thiết, trưởng Công an thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn cho biết, sự nêu gương và tinh thần làm việc của anh Nơi đã tạo niềm tin, truyền cảm hứng, lửa nhiệt huyết cho lực lượng công an tỉnh. Tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh với tất cả các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, tạo niềm tin trong nhân dân. Niềm tin không chỉ được tạo dựng bởi những chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn được bồi đắp từ những hành động và việc làm rất đời thường của người chiến sĩ công an nhân dân, từng là quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, có hơn 5 năm công tác tại Tiểu đoàn Tây Đô thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Hơn 20 năm trong lực lượng công an nhân dân, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi luôn thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ trước những khó khăn của đồng chí đồng đội. Gần 2 năm đảm nhiệm cương vị giám đốc công an tỉnh An Giang, anh đã phát động phong trào trong toàn lực lượng công an tỉnh, quyên góp, hỗ trợ và xây mới hơn 100 căn nhà nghĩa tình đồng đội, giúp đồng chí đồng đội vơi bớt phần nào khó khăn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Khác với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, trong cuộc sống thường ngày, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi vui vẻ, thân thiện như bản tính vốn có của con người miền sông nước vùng Tây Nam Bộ. Gặp gỡ trò chuyện với anh, chúng tôi cảm nhận sự gần gũi, hòa đồng trong những câu chuyện đời thường rất đỗi chân tình. Trong từng câu chuyện về nghiệp vụ, chúng tôi phần nào thấu hiểu nỗi niềm mà anh luôn đau đáu, đó là làm sao để bảo vệ tính mạng cho nhân dân, mang lại bình yên cho mỗi khóm ấp. Đó cũng là mệnh lệnh trong trái tim luôn thôi thúc người chiến sĩ công an nhân dân công tác, cống hiến nhiều hơn nữa vì an ninh tổ quốc, vì bình yên cho nhân dân, luôn gần gũi với bà con, được quần chúng cung cấp những thông tin quý báu về tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm, nên anh rất hiểu và trân quý giá trị của nhân dân, vận dụng và thực hành tốt tư tưởng, lấy dân làm gốc, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ. Người dân An Giang sẽ còn nhớ mãi hình ảnh đồng chí giám đốc công an tỉnh, ân cần thăm hỏi, động viên, trao từng phần quà hỗ trợ bà con trong những ngày cao điểm bùng phát dịch COVID-19. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã phát động phong trào trong toàn công an tỉnh, chung tay hỗ trợ người dân thông qua chương trình Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân. Sau 3 đợt thực hiện chương trình, gần 900 tấn gạo, hàng trăm tấn cá tươi,
hàng chục nghìn phần quà được cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh trực tiếp trao đến hơn 58.000 hộ dân trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn vì dịch bệnh, tạo nên hành trình kết nối, san sẻ yêu thương, gắn kết tình quân dân ngày càng bền chặt. Trong quá trình tìm hiểu thực tế, hoàn thiện bài viết này, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự trân trọng, nể phục và tình cảm quý mến, lưu luyến của nhiều người dân tỉnh An Giang đối với Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Người dân tin tưởng bằng tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, tình cảm gắn bó gần gũi với nhân dân của anh sẽ được Công an tỉnh An Giang tiếp nối phát huy. Khi về làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho rằng đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện, phải phấn đấu chứ không phải đi học việc và anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu anh nói đến một nơi bắt đầu học việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc. Như vậy thì anh phải biết đột phá. Việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng, ở đây tôi không có áp lực gì. Tuy nhiên khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi. Khi dân điện thoại nhắn tin, anh có tiếp nhận không? Anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không? Đó là những câu hỏi đặt ra cho người cán bộ luân chuyển. Đến một địa phương mới, mình muốn hòa nhập cũng cần có thời gian. Nhưng ở đây là mình muốn hòa nhập liền thì phải bằng những kênh thông tin như thế này. Qua đó cũng là một kênh nắm thông tin, giám sát cán bộ. Ví dụ như ở huyện A có tình hình hoạt động tội phạm như thế, cán bộ quản lý địa bàn chưa báo cáo, nhưng tôi đã biết đó là mình chủ động chứ không để mình rơi vào thế bị động. Và nếu anh báo cáo chưa đúng thì tôi có những kênh thông tin để tôi chỉ đạo anh. Đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện, phải phấn đấu chứ không phải đi học việc và anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu anh nói đến một nơi mới bắt đầu học việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc. Như vậy thì anh phải biết đột phá. Người dân điện thoại cho anh phải xử lý, mà phải xử lý cho hiệu quả. Khi mình công khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân, người dân cảm thấy tự hào vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý và xử lý triệt để. Người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng công an và hình ảnh của lực lượng công an được thể hiện từ chính những việc làm này. Như vậy là khi anh ngồi vị trí giám đốc công an tỉnh, anh đã làm được việc để cho người dân công nhận, chính quyền địa phương công nhận, cứ làm đúng thì người dân sẽ ủng hộ. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khẳng định, đồng chí Tổng Bí Thư và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định đấu tranh phòng chống tội phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, sai là phải xử lý. Lời nói của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã phát ra, đó là mệnh lệnh. Mình là chiến sĩ trong lực lượng công an, mình phải thực hiện. Sư Thích Ăn Thịt Chó Thích Tâm Phúc lĩnh án 8 năm tù, chờ chẽn muốn xin lại bằng tiến sĩ luật giả. Tề cỡm lố lăng làm những trò phàm tục ảnh hưởng đến đời sống tu hành của các tăng ni Phật tử. 8 năm tù là cái kết cho sư Thích Ăn Thịt Chó Thích Tâm Phúc. Thậm chí khi bị tuyên án, các sư giả này còn mặt dày xin lại các giấy tờ, trong đó có bằng tiến sĩ luật giả để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, tòa không chấp thuận. Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Phúc, tên thường gọi là sư thầy Thích Tâm Phúc, 41 tuổi, về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tháng trước phiên tòa được mở nhưng phải tạm hoãn do bị hại và 7 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Khi vừa thấy bị cáo Phúc, người nhà của ông ta òa khóc lớn, ông Phúc cũng mếu máo bật khóc. Cụ thể lúc 8 giờ 17 phút bị cáo Phúc được dẫn giải vào phòng xử án. Khi vừa thấy năm bị cáo, người nhà của ông ta òa khóc lớn, ông Phúc cũng mếu máo bật khóc, tỏ thái độ ốm mất bình tĩnh. Bước lên bục khai báo, bị cáo Phúc nói mình đủ minh mẫn sức khỏe để tham dự phiên tòa. Ông ta khai có học vấn tiến sĩ luật, nghề nghiệp tu sĩ. 8 giờ 30 phút phiên tòa bắt đầu. Theo báo cáo của thư ký, bị hại và 7 người liên quan vắng mặt lần hai. Xét thấy việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng tới quá trình xét xử, hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa. Bị cáo có thời gian dài tự xưng ở Đại Đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương ở huyện Củ Chi. Từ năm 2021, ông ta gây chú ý với nhiều người dùng mạng xã hội khi được nhiều YouTuber quay video với nội dung ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay hoặc vịt lộn và có những phát ngôn gây sốc, phản cảm. Tại phần thủ tục phiên tòa, Phúc khai trình độ học vấn tiến sĩ, nghề nghiệp, tu sĩ. Ông này bị cáo buộc thuê người làm giấy tờ bằng cấp giả nhằm tạo lòng tin, nhận tách thửa đất rồi chiếm đoạt tiền. Trong vụ án này, nhà chức trách xác định Phúc thường xuyên thuê người làm giấy tờ bằng cấp giả liên quan đến tôn giáo để sử dụng nhằm tạo lòng tin, lừa đảo người khác. Cụ thể, dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào, bị cáo vẫn nhận làm dịch vụ thu phí.
Cụ thể, năm 2021, bà Thu, 50 tuổi, mua thửa đất hơn 420m² ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Một năm sau, thông qua người quen, bà đến nhờ Phúc làm thủ tục tách thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng riêng. Phúc nhận lời đưa ra mức chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu. Tuy nhiên, ông này đã lên mạng xã hội thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đưa một tờ cho bà Thu để làm tin rồi yêu cầu đưa nốt phần tiền còn lại. Sau đó bà Thu nghi ngờ tính pháp lý của giấy chứng nhận này nên mang đi kiểm tra thì phát hiện là giấy giả nên trình báo công an. Biết hành vi của mình bị lộ, Phúc trốn sang Thái Lan, lúc trở về nước thì bị cảnh sát triệu tập. Khám xét nhà bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 2-3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3-4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung là từ 5-7 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang tâm lý người dân, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác nên cần có mức án nghiêm nhằm răn đe. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, gia đình bị cáo nộp 70 triệu đồng khắc phục hậu quả. Nói lời sau cùng, bị cáo Phúc mong muốn hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về với gia đình. Trước đó, trả lời thẩm vấn, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội. Bà Tê bị hại được người khác dẫn đến chùa làm nhờ giấy chứ trước đó không quen biết. Bị cáo đưa ra mức chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu đồng. Phúc khai. Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc tại sao không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất, không quen biết ai có thể làm mà vẫn nhận lời bị hại, Phúc trình bày do thấy bị hại khóc thương quá nên làm giúp. Về việc thuê người làm giả giấy tờ lừa bà T, Phúc khai lên mạng thấy dịch vụ làm giấy tờ đất đai nên liên hệ nhờ làm chứ không biết những người này làm giả. Bị cáo tin tưởng trên mạng, cái gì bị cáo cũng tìm trên mạng nên nghĩ là đúng nên mới nhờ, Phúc nói thêm. Liên quan đến các giấy tờ được cơ quan điều tra giám định là giả, Nguyễn Minh Phúc cho biết không khiếu nại, song bị cáo trơ trẽn muốn xin lại để làm kỷ niệm. Theo cáo trạng, quá trình điều tra, Phúc giao nộp thêm một giấy chứng nhận tăng ni thể danh Thích Tâm Phúc, một bằng tiến sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một giấy chứng nhận điệp thọ. Theo kết luận giám định, các giấy chứng nhận này đều là giả. Bị cáo đã khắc phục được toàn bộ thiệt hại, lại khóc. Trả lời phỏng vấn của hội đồng xét xử, Phúc thừa nhận hành vi như cáo trạng, khai bà Thu bị hại được người khác dẫn đến chùa, tức là nhà của Phúc, nhờ làm giấy tờ chứ không quen biết trước đó. Bị cáo đưa ra mức chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu. Chủ tọa hỏi vì sao không có khả năng làm thủ tục tách thửa, không quen biết ai có thể làm mà vẫn nhận lời bị hại. Phúc đáp bị cáo thấy bị hại khóc thương quá nên làm giùm. Về việc thuê người làm giả giấy tờ lừa bà Thu, Phúc khai lên mạng gõ Google ra dịch vụ làm giấy tờ đất đai nên liên hệ nhờ làm chứ không biết những người này làm giả. Tổng cộng bị cáo làm 6 giấy chứng nhận và trả tiền dịch vụ 30 triệu đồng. Ngoài ra, Phúc thừa nhận tất cả các bằng cấp giấy tờ bị cơ quan điều tra thu giữ đều là giả. Bị cáo làm giấy tờ này để làm kỷ niệm và nhờ vả công việc, Phúc khai. Nếu quan điểm về vụ án, Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo làm hoang mang dư luận, dùng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm xâm phạm tài sản của người khác, song đã ăn năn hối cải, nhân thân tốt. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 5-7 năm tù cho hai tội, buộc bồi thường cho bị hại. Được nói lời sau cùng, Phúc bày tỏ ân hận, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình chăm sóc cho mẹ già, nuôi ước mơ xây chùa và tiếp tục học hết cái bằng tiến sĩ. Sau hơn nửa giờ nghị án, hội đồng xét xử đồng quan điểm với Viện Kiểm sát, song cho rằng hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe. Sau buổi sáng xét hỏi, trưa cùng ngày, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 3,5 tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4,5 năm về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, cần có mức án nghiêm nhằm răn đe. Bị cáo Phúc biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài cá nhân, và đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của bà T. Hội đồng xét xử nhận định. Tuy nhiên, đánh giá bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Nên hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Đối với các giấy tờ bị cáo thuê người làm giả, hội đồng xét xử tiếp tục lưu hồ sơ vụ án. Theo xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến năm 2010, ông này tu học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới về làm lễ quy y chờ xuất gia. Năm 2010, ông Phúc về lại địa phương tự lập chùa xong bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo gỡ biển hiệu, đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Ngoài ra, ông này còn thành lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Năm 2019, Công an huyện Củ Chi phát hiện tại nhà Phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen, 3 con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Qua giám định, tất cả là giả, Phúc khai được người khác làm tặng và treo trong nhà. Công an huyện đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính.